Sài Gòn là một thiên đường cho những ai có thật nhiều tiền. Trong mắt những cô gái quê, nơi đây là thánh địa của những cuộc đổi đời ngoạn mục. Tên của tôi là Dương Tiểu Phi, là PA cho một quán bar nổi tiếng bậc nhất ở Sài Gòn. Hàng đêm, tôi tiếp xúc với rất nhiều đại gia, lắm tiền nhiều của, chạy đâu la đầy giường để mua lấy một đêm vui vẻ bên tôi. Đàn ông với tôi à? Mất mẹ nó cảm xúc rồi. Nên tôi không cho phép mình có tình cảm với bất cứ một ai. Nhưng mà mẹ nó, người tính không bằng trời tính. Chào em. Em tên Phi. Hả? Tên Phi. Phi hả? Dạ. Yeah. Em có thể mời anh cho em đi được không? Ok. Mời em. Lần đầu anh đến đây à? Đó. Lần đầu anh đến đây à? Phải, lần đầu. Công nhận nha. Lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ đẹp như em vậy đó. Phải không ta? Nhiễm miệng quá nha. Mẹ. Dạ. Có thấy lạnh không? Uống hết ơi. Em đã suy nghĩ thật em đâu rồi? Về vị trí em. Nấp trong đây phải không? Trong lòng anh. Em đã cố gắng gượng cười. Đâu đi đâu đâu. Kìm nén nỗi đau khi anh về bên ai. Sợ thế nào em cũng là con gái. Cũng biết ghen, cũng biết đau lòng. Nếu không yêu thì em chẳng vậy đâu. Em đi bên đây anh yêu. Ở nó đi. Em biết em đã sai rồi. Khi họ chắc anh lo cho người ta. Bởi lẽ em đến sâu mà vị trí của em sao bằng của ta. Nhưng yêu nhiều rồi anh sẽ yêu. Anh đi đâu rồi? Nghe điện thoại xong anh báo lại liền.
Cảm ơn món quà của em nha. Bây giờ công ty có một việc, anh về gặp. Anh không ở lại chơi với em hả? Được rồi, mai anh ghé, chịu không? Bây giờ anh phải xử lý công việc ở công ty nha. Ở công ty rồi, mời Vi vô nhà chơi. Vi ngồi đi. Vi qua đây có chuyện gì không? Vi buồn quá. Vi đang thất tình nên đang kiếm bạn nhậu để tâm sự cho đỡ buồn. Hay là mình ra ngoài kiếm gì uống giải sầu đi. Mẹ Phương không có biết uống rượu, với lại Phương ít khi ra ngoài mà không có anh tính lắm.
hay để mình gọi điện thoại xin tính cho Phương đi với mình. Tính hả? Vi buồn quá à. Tính cho Phương ra ngoài chơi xíu với Vi rồi về nha. Ok Tính. Vậy Vi đến chỗ nào rồi nhắn tin cho Tính, đến sau nha. Ba Tính. Tính ok rồi đó. Tí Tính đến sau. Được chưa cô? Tính nói là Tính đang họp công việc rất là quan trọng, nói mình đừng làm phiền Tính. Tí Tính đến sau. Không lẽ bà sợ tôi bán bà luôn hay sao mà bà lo như vậy? Tính nói vậy đã yên tâm. Hay mình đi ha. Vô tội trong chuyện này. Mình không thể ích kỷ như vậy được.
Thức tỉnh đi Vi à. Mày chưa từng nghe tên Long Điên hả mày? Hôm nay á, tao sẽ lấy cái mạng chó của mày! Long Điên! Mày quậy cái gì đây đó? Quán bar của tao mà mày cũng dám quậy. Mày chán sống hả con chó? Xin lỗi anh Long. Đối với tao, không có từ xin lỗi. Cảm ơn Lâm. Phương, em làm sao vậy? Sao vậy? Cô đưa Phương đi đâu vậy? Phương đi uống rượu. Chuyện xảy ra dài dòng lắm. Nhưng giờ Phương không sao là tốt rồi. Em về đây. Cô đứng lên. Cô điên hả? Rõ ràng biết Phương hồi đó tới giờ không ra khỏi nhà, không uống một giọt rượu nào. Vậy mà bị rủ rê người ta. Cô xấu xa thì xấu xa một mình cô đi. Đừng có lôi kéo Phương vào đây. Đi đi, đừng bao giờ tìm thấy Phương. Còn không nghe lời tôi nói thì đừng có trách nhà. Số phận em là vậy. Người con gái chỉ biết yêu thật lòng. Anh đợi tất cả thương là đã được ở bên anh. Em biết mình đã sai khi hờn trách anh lâu cho người ấy. Nhưng dù sao em cũng là con gái thôi anh nè. Một người con gái đã khi biết bao nhiêu người đàn ông đau khổ và khóc vì em. Phải chăng đây cũng là nghiệp mình em phải trả gì đó. Em sẽ chấp nhận tất cả những nỗi đau mà anh mang đến. Chỉ mong anh biết rằng em trở nên như vậy. Em quá yêu anh. Có người gọi đó là duyên, cũng có người gọi đó là phận. Duyên phận là do ông trời sắp đặt. Nhưng trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người đó thua. Người yêu dầu hỡi em đang ở nơi đâu, giờ em có biết anh nhớ em nhiều. Đừng đau xót hay hiểu cho anh. Cuộc đời anh còn nợ em một lời xin lỗi. Đời em chẳng biết mai sẽ ra sao. Một người con gái chỉ biết yêu anh. Thật lòng em đây chẳng muốn xa anh. Nhưng em không muốn làm người thứ ba. Thật lòng em đây chẳng muốn. Tôi không phải là con giáp thứ 13. Vì bản thân tôi chưa bao giờ muốn làm người thứ ba. Người
chẳng muốn